Mỹ kinh hoàng trước tình hình ở chiến trường nóng nhất Ukraine lúc này. Tư lệnh lực lượng mặt đất Ukraine khẩn thiết kêu gọi điều này khi số phận của đất nước đang bị đe dọa. Lãnh đạo Thượng viện Mỹ thừa nhận sốc, Ukraine thua cuộc chiến. Mỹ cung cấp đạn trùm cho Ukraine, Nga trả đũa bằng vũ khí tương xứng. Phản Đức điều quân tới gần biên giới Nga, Điện Kremlin phản ứng gắt. Theo David Asi, cho đến gần đây, Nga chủ yếu sử dụng bom lượn có cánh để tấn công tầm xa. Nhưng việc thiếu đạn dược cho lực lượng phòng không Ukraine và những khoảng trống lớn trong phòng thủ đã cho phép chúng bay gần hơn đến các vị trí của lực lượng vũ trang Ukraine. Asi viết, bây giờ một số máy bay chiến đấu của Nga bay gần tiền tuyến hơn nhiều và tấn công bằng tên lửa tầm ngắn. Ông lấy ví dụ từ một đoạn video được quay ở ngoại ô Chasovja. Trong đó có máy bay tấn công Su-25 của Nga tấn công các vị trí của lực lượng vũ trang Ukraine từ độ cao thấp. Việc thiếu đạn pháo và tên lửa phòng không đã trở thành vấn đề chính đối với lực lượng đồn trú Ukraine tại Chasopja. Trong bối cảnh đó, Nga cũng tăng cường tấn công vào các mục tiêu ở các thành phố lớn của Ukraine, buộc Kiev phải tập trung phòng không gần các mục tiêu đó, làm lộ mặt trận. Bài báo viết. Nhà báo cảnh báo những khoảng trống này sẽ tăng lên khi nguồn đạn phòng không cạn kiệt. Trước đó, cố vấn của người đứng đầu Donetsk, Denis Pushilin, Jan Gagin nói rằng lực lượng vũ trang Nga đã tiến vào vùng ngoại ô Chasopja. Khu định cư nằm ở Cộng hòa Nhân dân Donetsk, cách 3 Mút 15 km về phía tây. Như Igor Kimakovsky, cố vấn của người đứng đầu Donetsk nói với Ria Novosti, kể từ năm 2014, kẻ thù đã sử dụng thành phố này để luân chuyển các đơn vị mới từ các khu vực khác. Việc tiếp nhận các đơn vị quân đội bị vùi dập trong các trận chiến được thực hiện ở Ba Mút, tức là hai nút giao thông đường sắt này là chìa khóa cho Bộ Chỉ huy Ukraine. Tư lệnh lực lượng mặt đất Ukraine Oleksandr Paliuk đã kêu gọi người dân Ukraine gia nhập lực lượng vũ trang. Vì số phận của đất nước đang bị đe dọa, điều đó có nghĩa là không ai có thể đứng ngoài cuộc. Càng nhiều người Ukraine có đủ can đảm để gia nhập lực lượng vũ trang, thì Nga càng có ít cơ hội thực hiện các kế hoạch của mình, và các thành phố của Ukraine càng sớm trở lại cuộc sống bình thường và an toàn. Do đó, tôi kêu gọi người Ukraine hãy gác bỏ cảm xúc cá nhân sang một bên và không khuất phục trước những hành động khiêu khích cần phải nhận ra rằng không ai có thể tránh xa số phận của đất nước số phận của đất nước chúng ta đang bị đe dọa ông paliuk viết trên facebook ông paliuk tin rằng nga sẽ không để bất cứ ai yên kể cả những kẻ đã lẩn trốn cũng như những kẻ đã phản bội ukraine bây giờ là thời khắc lịch sử mà số phận đã ban tặng cho chúng ta hoặc chúng ta bảo vệ và giữ gìn nhà nước hoặc chúng ta sẽ biến mất với tư cách là một quốc gia hãy ủng hộ những người bảo vệ bằng cả lời nói và hành động hãy gia nhập hàng ngũ lực lượng vũ trang Ukraine, hãy đứng lên cho gia đình, quê hương, đất nước và tương lai của bạn. Sức mạnh của chúng ta là ở sự đoàn kết, không có lựa chọn nào khác, Paliuk nhấn mạnh. Ông nói thêm rằng lực lượng vũ trang Ukraine cần nhiều chuyên gia khác nhau như tài xế, thư ký, đầu bếp, thợ xây dựng, chuyên gia công nghệ thông tin, kế toán, bác sĩ và kỹ sư. Vị tướng thừa nhận rằng tình hình ở tiền tuyến không dễ dàng, nhưng cho rằng nó sẽ dễ dự đoán và kiểm soát hơn nhiều so với hai năm trước. Tuy nhiên, ông nhấn mạnh rằng, dù Ukraine có nhận được bao nhiêu sự giúp đỡ dưới hình thức tiền bạc hay vũ khí từ nước ngoài, thì nước này vẫn thiếu nhân lực. Bà Liuk cũng lưu ý thái độ tiêu cực của người Ukraine đối với nhân viên của Trung tâm Tuyển dụng Lãnh thổ, cơ quan chịu trách nhiệm huy động dân cư. Vị tướng nhấn mạnh rằng sự thù định như vậy là không thể chấp nhận được. Vì nhiều công nhân của Trung tâm Tuyển dụng Lãnh thổ, TCC là cựu chiến binh, đồng thời nhấn mạnh rằng công dân không có quyền khiến họ cảm thấy tội lỗi không mong muốn hoặc không an toàn trước những người mà họ đã cứu mạng theo đúng nghĩa đen. Đồng thời ông thừa nhận rằng hệ thống TCC không hoàn hảo và chính phủ đang nỗ lực cải thiện nó. Trước đó vị tướng này đã nói rằng ông không cảm thấy thông cảm với bất kỳ người Ukraine nào đã chết trong khi cố gắng tránh bị buộc phải nhập ngũ và đề nghị rằng không nên bày tỏ những cảm xúc như vậy đối với những người trốn quân dịch vì nó làm suy yếu các nỗ lực huy động. Đó là sau khi có báo cáo tiết lộ rằng hàng chục người đàn ông Ukraine đã chết đuối khi cố bơi qua sông Tisa ở biên giới với Romania để trốn nhập ngũ. Ngoài ra, cơ quan biên phòng Ukraine còn công bố hình ảnh các sĩ quan đánh đập và làm nhục hàng chục người đàn ông bị bắt khi đang cố gắng đưa lậu qua biên giới Ukraine. Theo số liệu mới nhất của Bộ Quốc phòng Nga, Ukraine đã mất hơn 80.000 quân kể từ tháng 1 và hơn 444.000 quân, trong đó có 166.000 người thiệt mạng, bị thương nặng hoặc bị bắt kể từ khi bắt đầu xung đột. Thứ tư tuần trước, Ukraine đã hạ tuổi nhập ngũ từ 27 xuống 35 trong nỗ lực bổ sung quân ngũ đã cạn kiệt. Thượng nghị sĩ Mỹ Chuck Schumer cho biết Kyiv đang tuyệt vọng với nguồn tài trợ của Mỹ. Lãnh đạo đa số thượng viện Chuck Schumer cho rằng thiếu nguồn tài trợ của Mỹ là nguyên nhân khiến Ukraine thất bại trên chiến trường. Ông yêu cầu Đảng Cộng hòa tại Hạ viện thông qua dự luật viện trợ trị giá 61 tỷ USD càng sớm càng tốt. Nghị sĩ Schumer, một đảng viên đảng Dân Chủ ở New York, đã đề cập đến Ukraine trong một bài phát biểu về chương trình nghị sự lập pháp sắp tới. Thượng viện do Đảng Dân Chủ chiếm đa số đã thông qua đề xuất tài trợ vào giữa tháng 2, nhưng Hạ viện do Đảng Cộng Hòa chiếm đa số vẫn chưa bỏ phiếu thông qua. Nghị sĩ Schumer nói, tình hình ở Ukraine đang tuyệt vọng và cho rằng dự luật tài trợ đã đóng bụi trong 55 ngày, trong khi những người bạn của chúng tôi ở Ukraine chiến đấu và đã chết trên chiến trường mà không có sự hỗ trợ. Ông nói thêm, mỗi ngày trôi qua, Ukraina càng cạn kiệt binh lính, đạn dược và hy vọng. Hãy nói thẳng, lý do lớn nhất khiến Ukraina thua trong cuộc chiến là vì phe cực hữu trong quốc hội đã khiến Mỹ tê liệt hành động. Chính nó, đó là lý do, Schumer nói. Đảng viên Đảng Dân chủ New York lập luận rằng bằng cách thông qua dự luật, chủ tịch Hạ viện Mike Johnson sẽ làm điều đúng đắn cho Ukraina, cho nước Mỹ và cho nền dân chủ. Ông tuyên bố nếu không Đảng Cộng Hòa sẽ trao chiến thắng lớn cho Tổng thống Nga Vladimir Putin. Ông Schumer cũng đưa ra lập luận tương tự khi đến thăm Ukraine vào cuối tháng, tuyên bố rằng nếu Kiev nhận được tiền, họ sẽ thắng trong cuộc chiến và đánh bại Nga. Các đảng viên Đảng Dân Chủ đã tìm cách chia Đảng Cộng Hòa thành Đảng Cộng Hòa Ôn Hòa và Đảng Cộng Hòa MAGA, ám chỉ khẩu hiệu tranh cử của cựu Tổng thống Mỹ Donald Trump là làm nước Mỹ vĩ đại trở lại, để nhận được sự ủng hộ cho chương trình nghị sự lập pháp của họ ở cả hai viện quốc hội. Chiến thuật này đã được đền đáp tại Thượng viện, nơi 22 đảng viên Đảng Cộng Hòa đã bỏ phiếu ủng hộ việc tài trợ cho Ukraine. Nhiều hơn 3 đảng viên Đảng Dân Chủ phản đối. Đảng Cộng Hòa hiện chiếm đa số trong Hạ viện, gồm 435 thành viên với 218 ghế so với 213 ghế của Đảng Dân Chủ. Johnson trở thành chủ tịch vào cuối tháng 10, sau khi một nhóm nhà lập pháp GOP bất mãn bỏ phiếu phế chuất người tiền nhiệm Kevin McCarthy vì đã đạt được một thỏa thuận bí mật với Đảng Dân Chủ để thông qua nguồn tài trợ cho Ukraine. Mỹ đã cung cấp cho Ukraine 113 tỷ USD dưới nhiều hình thức hỗ trợ khác nhau kể từ khi bắt đầu chiến sự. Trong khi đó, Nga đã nhiều lần lên án các chuyến hàng vũ khí của phương Tây tới Ukraine, cho rằng những chuyến hàng này sẽ chỉ kéo dài xung đột, đồng thời khiến phương Tây trở thành bên, trực tiếp tham gia vào cuộc chiến. Các quan chức quân sự Ukraine được cho là đã không còn mặn mà với máy bay chiến đấu F-16 do Mỹ sản xuất, dự kiến sẽ đến Kiev vào cuối năm nay vì cho rằng chúng không còn phù hợp để chống lại lực lượng Nga ở thời điểm hiện tại. F-16 do Mỹ sản xuất từng được ca ngợi là có khả năng thay đổi cuộc chơi trong cuộc chiến giữa Nga và Ukraine, khi loại chiến đấu cơ này trở thành nòng cốt chiến lược phòng thủ của Ukraine. Tuy nhiên, việc triển khai những máy bay này ở Ukraine từ lâu đã là chủ đề gây tranh luận gay gắt giữa nhiều quốc gia khác nhau nhằm đánh giá tính hiệu quả của chúng trên không phận Ukraine. Washington đã chấp thuận cho các đồng minh và các đối tác triển khai F-16 ở Ukraine vào tháng 8 năm 2023, với điều kiện các phi công Ukraine phải trải qua khóa huấn luyện chuyên sâu để đảm bảo sử dụng hiệu quả máy bay này. F-16, máy bay đa năng được phát triển bởi General Dynamics, nay là Lockheed Martin, vốn được sử dụng rộng rãi trong nhiều lực lượng không quân trên khắp thế giới. Thực hiện chuyến bay thử nghiệm đầu tiên vào ngày 2 tháng 2 năm 1974. F-16 chính thức được đưa vào hoạt động vào ngày 17 tháng 8 năm 1978 và vẫn hoạt động. Máy bay này được thiết kế để chỉ một phi công lái, mặc dù có cả phiên bản hai phi công lái ở một số biến thể. Tuy nhiên, một quan chức quân sự cấp cao giấu tên của Ukraine nói với tờ Politico rằng thời điểm chuyển giao vũ khí là rất quan trọng trong bối cảnh cuộc chiến giữa Nga và Ukraine đang diễn ra và ngày càng biến đổi theo thời gian. Hiện F-16 được cho là không còn phù hợp với nhu cầu hiện tại của Ukraine. Quan chức này cho biết, trong chiến tranh, sự liên quan của các hệ thống vũ khí rất nhạy cảm với thời gian. F-16 được săn đón vào năm 2023. Tuy nhiên, tính hữu dụng của chúng vào năm 2024 hiện gặp nhiều nghi vấn. Nhấn mạnh tầm quan trọng của việc chuyển giao vũ khí kịp thời, vị quan chức Ukraine này đã lưu ý đến tác động quyết định của tên lửa chống tăng do Anh và Mỹ cung cấp cho Kiev trong giai đoạn đầu của cuộc xung đột. Ông cảnh báo không nên trì hoãn kéo dài việc chuyển giao vũ khí vì thời gian nhận vũ khí càng chậm, chúng sẽ càng ít tác động đến chiến trường. Theo vị quan chức này, hiện tại Kiev đang có nhu cầu cấp thiết về đạn dược thông thường và máy bay không người lái với số lượng đáng kể để chống lại khả năng tấn công của Nga. Ứng với việc Mỹ cung cấp đạn trùm cho Ukraine, Bộ Quốc phòng Nga công bố đoạn phim về tiêm kích bom Su-34, thả 4 quả bom RBK-500 với mô đun điều chỉnh UMPC ở chiến trường Ukraine. Bộ Quốc phòng Nga đã công bố đoạn video, trong đó người xem có thể thấy một trong những phi vụ chiến đấu của máy bay tiêm kích bom Su-34 với 4 quả bom chùm RBK-500 được trang bị mô đun cánh lượn và hiệu chỉnh UMPC. Đoạn video do Bộ Quốc phòng Nga công bố đã ghi lại khoảnh khắc cất cánh của một chiếc máy bay chở 4 quả bom chùm, cũng như 4 quả bom chùm RBK-500 tách khỏi máy bay, bay xuống vị trí của quân Ukraine. Mỗi quả bom chùm RBK500 được thiết kế để có thể mang theo 600 quả bom con. Mỗi quả bom con có thể tiêu diệt sinh lực trên mặt đất và xe bọc thép hạng nhẹ. Trọng lượng mỗi quả bom con khoảng 400 gram. 4 quả bom RBK500 trong một lần thả sẽ bung ra 2.400 quả bom con, dài trên một diện tích rất rộng. Tùy thuộc vào độ cao của bom với mặt đất, thời gian mà bom mẹ phát nổ chiến đấu phụ thuộc vào việc cài đặt ngòi nổ đảm bảo khi quả bom mẹ phát nổ có thể phát tán được bom con với mật độ phù hợp, không quá dày mà cũng không quá thưa. Khi bom con va chạm với mặt đất hoặc mục tiêu, ngòi nổ kích nổ bom con. Trong bom con có chứa 304 viên bi thép với đường kính 5,5mm, mang lại mật độ hủy diệt cực cao, đặc biệt là với mục tiêu sinh lực lộ. Do vậy, so với bom phá thông thường, bom trùng có mức độ sát thương rất lớn, nhất là ở những khu vực chống chảy, các công sự hầm hào không có mái che đồng thời có những quả bom con vì lý do nào đó chưa phát nổ, gây nguy hiểm như các loại mìn sát thương. Hiện ở chiến trường miền đông Ukraine, địa hình thường là những thảo nguyên bằng phẳng và những cánh rừng trống dọc theo các tuyến đường đi. Do vậy, việc sử dụng bom chung của Nga sẽ dẫn tới tăng mức sát thương cho các lực lượng Ukraine chiến đấu tại đây. Còn trang Newsweek của Mỹ cho biết, một cựu chiến binh Ukraine đã đăng tải đoạn video lên mạng xã hội Telegram cho thấy cuộc tập kích của lữ đoàn tấn công độc lập số 92 của Ukraine nhằm vào lực lượng cơ giới Nga. Quân đội Ukraine được cho là đã sử dụng máy bay không người lái trinh sát có thiết bị quan sát ảnh nhiệt để phát hiện đoàn xe bọc thép của Nga ở mặt trận Donbass, sau đó sử dụng pháo bắn đạn trùm vào đoàn xe này. Trong đoạn video có thể thấy đạn con rơi xuống mặt đất tạo ra hàng loạt vụ nổ liên hoàn. Theo truyền thông Ukraina, đoạn video được quay ở ngôi làng Adorika, nằm ở phía nam Bamut, nơi đang diễn ra các trận đánh ác liệt. Bom đạn trùm là vũ khí gây tranh cãi vì khi kích nổ sẽ phân tán các quả bom đạn nhỏ ra khu vực rộng lớn. Các quả đạn nhỏ có thể không phát nổ hết khi được bung ra và có thể gây rủi ro lâu dài cho bất cứ ai chạm phải. Các viên đạn còn có thể sót lại ở các vùng đất bị tấn công và gây nguy hiểm cho người dân suốt hàng thập kỷ sau đó việc sử dụng bom, đạn chùm đã bị hơn 120 quốc gia cấm trên toàn cầu, nhưng không có Mỹ, Nga và Canada. Vào mùa thu năm ngoái, Mỹ đã quyết định gửi đạn chùm cho Ukraine để giúp nước này xuyên qua hàng rào phòng thủ của Nga hiệu quả hơn trong cuộc phản công mùa hè. Tuy nhiên, Nga trước đó nhiều lần cảnh báo nếu Mỹ cấp đạn chùm cho Ukraine, Moscow sẽ buộc phải dùng đến vũ khí tương xứng để đáp trả lực lượng Ukraine. Điện Kremlin cảnh báo việc Đức điều động binh lính đồn trú thường trực tại Litva, quốc gia có khoảng cách gần Nga, là một mối đe dọa đòi hỏi phải có các biện pháp đặc biệt để đáp trả. Trước đó, Bộ trưởng Bộ Quốc phòng Đức Boris Pistorius đã tham dự buổi lễ tiễn chào 21 quân nhân đầu tiên đến thủ đô Vilnius của Litva, quốc gia có khoảng cách gần với Nga, nhằm xây dựng lực lượng đóng quân thường trực tại đây. Theo kế hoạch xây dựng lữ đoàn Litva, dự kiến có khoảng 4.800 binh sĩ Đức và 200 nhân viên dân sự đồn trú thường trực, có sự phối hợp với NATO khi đơn vị đi vào hoạt động toàn diện vào năm 2027. Kênh Deutsche dẫn lời Bộ Quốc phòng Đức cho biết lực lượng quân sự mới thường trực tại Litva nhằm mục đích ngăn chặn mối đe dọa mà nước này cho là xuất phát từ phía Nga. Phản ứng trước động thái trên, người phát ngôn Tổng thống Nga Dmitry Peskov đã mô tả tình hình với các phóng viên chỉ trong một từ, tiêu cực. Theo ông, hành động này đã làm leo thang căng thẳng trong khu vực, gây ra mối đe dọa nguy hiểm mới ngay gần biên giới Nga, do đó tất yếu Nga phải thực hiện các biện pháp đặc biệt để bảo vệ an ninh đất nước. Kế hoạch đến cuối năm 2024, quân đội sẽ tập hợp 150 người, trong đó các chuyên gia quân sự sẽ đưa ra phương án triển khai, đánh giá tình trạng cơ sở hạ tầng dựa trên yêu cầu của lữ đoàn. Trong đó, 80% lực lượng đơn vị sẽ được điều động đến trường huấn luyện tại vùng Sassi-Nikan, cách biên giới Belarus, đồng minh thân cận của Nga chỉ vài cây số. Vào tháng 12 năm 2023, Bộ trưởng Quốc phòng Litva và Đức đã phê duyệt kế hoạch chi tiết về việc triển khai lữ đoàn Panzer Brigade 45 ở Litva. Các bên dự kiến ký một thỏa thuận liên chính phủ vào nửa cuối năm 2024 trước khi bắt đầu triển khai lực lượng. Lãnh đạo Chanitia cảnh báo nếu xung đột nổ ra ở vùng ly khai Moldova, điều đó có thể leo thang thành chiến tranh thế giới lãnh đạo Chanichia Vadim đã gọi sự leo thang căng thẳng xung quanh vùng ly khai là con đường có thể dẫn đến chiến tranh. Tôi luôn nói rằng đừng động vào Chanichia. Leo thang căng thẳng ở Chanichia là con đường dẫn tới chiến tranh, có thể là chiến tranh thế giới. Nhiều người hiểu được điều này. Nhiều người giả vờ rằng đó là một điều gì đó khó tin. Không, mọi thứ đều có thể xảy ra. Ông Karasnosevsky cảnh báo trong bài trả lời phỏng vấn. Ông không nêu rõ về lời cảnh báo liên quan tới chiến tranh thế giới. Ông đồng thời kêu gọi Moldova quay lại bàn đàm phán sau khi cáo buộc Chisinau chuyển từ giải pháp thương lượng sang gây áp lực cho Chanitia. Trước đó, Phó Thủ tướng Moldova Oleg Serabrian cho rằng Chanitia phải tuân theo những quy tắc nhất định. Ông Sarabrian nhận định các cuộc đàm phán song phương và trong khuôn khổ nhóm 5 cộng 2, Moldova, Chanitia, Tổ chức An ninh và Hợp tác châu Âu OSCE, Nga, Ukraine và các quan sát viên từ Mỹ và EU đều đang trong tình trạng không hoạt động. Cuối tháng 2, các nhà lập pháp tại vùng Chanitia ra nghị quyết đề nghị Nga hỗ trợ trước sức ép kinh tế của chính phủ Moldova thân phương Tây. Nghị quyết cáo buộc Moldova đã phát động cuộc chiến kinh tế chống lại Chanitia và cố tình ngăn chặn các cuộc thương lượng với chính quyền ly khai thân Nga. Chanitia là vùng lãnh thổ nằm giữa sông Dnister và biên giới Ukraine, có phần lớn cư dân nói tiếng Nga, được quốc tế công nhận là một phần của Moldova. Vùng này đã đơn phương tuyên bố ly khai khỏi Moldova sau khi Liên Xô tan rã. Năm 1992, phe ly khai xung đột vũ trang với chính phủ thân phương Tây của Moldova khiến hàng trăm người thiệt mạng. Nga có khoảng 1.500 binh sĩ làm nhiệm vụ gìn giữ hòa bình, đồn trú tại khu vực ly khai này. Kể từ khi Moscow phát động chiến dịch quân sự đặc biệt tại Ukraine, Moldova vẫn lo ngại rằng Điện Kremlin có thể sử dụng Transnistria để mở mặt trận mới ở phía tây nam, gần tỉnh Odessa ở phía nam Ukraine ngoài vấn đề liên quan tới Transnistria, moldova quốc gia liên xô cũ cũng phải đối mặt với căng thẳng liên quan tới khu vực tự trị của nước này mang tên gagauzia gagauzia là vùng tự trị nằm ở nam moldova thống đốc gagauzia egania gutun được bầu vào vị trí này hồi năm ngoái bà có quan điểm thân nga và đã tới nga công du trong thời gian qua căng thẳng giữa moldova và gagauzia nóng lên sau khi chính quyền bà gutun bất đồng quan điểm với chính phủ thân phương tây Bà từng cáo buộc Tổng thống Thân Liên minh châu Âu EU của Moldova, Maya Sandu, đàn áp những người cư dân ủng hộ Điện Kremlin. Đại sứ Nga tại Mỹ Anatoly Antolov cho rằng phe diều hâu của Mỹ muốn làm suy yếu Nga và xóa nước này khỏi bản đồ địa chính trị thế giới, thay vì chấm dứt cuộc xung đột ở Ukraine. Đại sứ Nga tại Mỹ Anatoly Antonov cho rằng Rõ ràng là những kẻ diêu hâu ở Washington không cần phải chấm dứt xung đột, mà là sự kiệt sức của đất nước chúng ta, ngay cả khi phải trả giá bằng cái chết của hàng trăm nghìn người Ukraine. Hay thậm chí tốt hơn, sự biến mất của Liên bang Nga khỏi thế giới. Ông nói trong một tuyên bố đăng trên kênh Telegram của Đại sứ quán. Nhà ngoại giao này đưa ra nhận xét trên nhằm đáp lại tuyên bố của nghị sĩ Đảng Cộng hòa Mike Turner, người cáo buộc rằng Nga đã tuyên truyền tại Quốc hội Hoa Kỳ về việc hỗ trợ cho Ukraine. Đại sứ nói, ở Mỹ không ngày nào trôi qua mà không cáo buộc đất nước chúng tôi về mọi tội lỗi, mà không kiểm tra thực tế và đưa ra bất kỳ bằng chứng nào. Đại sứ Antonov cho biết, nếu sự thật phá bỏ những định kiến thuận lợi và có lợi cho chính phủ Mỹ, thì đó không phải là vấn đề của chúng tôi. Phản ứng đau đớn của Washington đối với việc này chỉ nói lên tính hiệu quả của nó. Trong diễn biến khác, Đại sứ quán Nga tại Thụy Sĩ cho hay, Ben chưa gửi cho Nga lời mời tham dự hội nghị về Ukraine, nhưng ngay cả khi có gửi đi thì phía Nga cũng sẽ không thể chấp nhận. Vì đó là việc thúc đẩy một công thức hòa bình không thể tồn tại được, không phù hợp với lợi ích của Nga. Theo Ngoại trưởng Nga Lavrov, công thức hòa bình của Zelensky không có sự thỏa hiệp hay lựa chọn thay thế nào. Nó hoàn toàn bỏ qua các đề xuất có thiện trí được đưa vào một thời điểm nhất định bởi Trung Quốc, Nam Phi, Brazil và Liên đoàn Ả Rập những thông tin vừa rồi đã kết thúc bản tin thời sự quốc tế ngày hôm nay cảm ơn quý vị và các bạn đã dành thời gian theo dõi trước khi rời kênh mong quý vị hãy bấm đăng ký kênh và bật biểu tượng hình chuông để nhận thông báo về những video mới nhất từ chúng tôi cảm ơn quý vị xin chào và hẹn gặp lại